Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai, ngày 30 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc hoạt động hè Ngày hội thiếu nhi Bắc Cạn. An toàn lao động trong môi trường hầm lò. Đưa nguồn nước sạch đến với vùng cao. Thưa quý vị khán giả, hôm qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bắc Cạn đã diễn ra lễ khai mạc hoạt động hè Ngày hội Thiếu Nhi Bắc Cạn, phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai mạc giải bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Cạn lần thứ 6 năm 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bắc Cạn, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác chỉ đạo theo ngành dọc, phối hợp tốt với các huyện thành đoàn, tổ chức và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi tại khu dân cư. Các cấp ủy đảng, chính quyền đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các điểm vui chơi, sinh hoạt hè, dành cho các em sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, để các em rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ngay sau lễ khai mạc, các em thiếu nhi đã được tham gia các trò chơi vui nhộn và bổ ích, được hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước và tham gia giải bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Cạn. Năm nay, các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi sẽ tập trung vào các nội dung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi, thông qua các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hành trình đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Năm 2022, Bạch Thông được giao 3 công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách tỉnh. Hiện nay giải ngân được hơn 5 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tỉnh quản lý của huyện Bạch Thông năm 2022 là 31,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách gồm nguồn sổ số kiến thiết 7,3 tỷ đồng và nguồn ngân sách tỉnh 4,4 tỷ đồng. Nguồn vốn trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu theo ngành, lĩnh vực 20 tỷ đồng. Đến nay, kết quả giải ngân đạt hơn 16%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đối với công trình trường mầm non Vi Hương đã giải ngân được hơn 2,3 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. Nguồn vốn ngân sách trung ương có một công trình đường nội thị, thị trấn Phù Thông đã giải ngân được 748 triệu đồng, đạt 3,7% kế hoạch. Nguồn vốn sổ số kiến thiết có hai công trình, trường mầm non Vi Hương, trường mầm non Sĩ Bình đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch. Chủ yếu các công trình này đều trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư và thống kê, giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị, khai thác quặng là ngành công nghiệp đặc thù tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, trong những năm qua, việc cải thiện điều kiện làm việc cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn quan tâm thực hiện. Công việc hàng ngày của anh Triệu Tài Thuận ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn là luôn làm việc ở độ sâu 300 đến 400 mét trong hầm lò. Các làm việc của anh thường bắt đầu hơn 7 giờ sáng, kết thúc hơn 11 giờ trưa. Nhiều năm đã làm việc ở môi trường này nên anh sử dụng các phương tiện hỗ trợ, các quy định về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ thuần thục. Anh cho rằng bản thân mình phải là người chủ động trước tiên để không xảy ra những vụ việc đáng tiếc cho bản thân. Bảo hộ lao động đầy đủ và là trong đó là phải làm cái an toàn này, là trọng om rồi lại xử lý những cái nguy cơ là an toàn mới tiến hành vào làm việc. Chợ Đồn là địa phương có nhiều mỏ khoáng sản, chủ yếu là quặng trì, kẽm, sắt. Hiện có hơn 10 mỏ đang hoạt động khai thác, trong đó khoảng 600 đến 700 lao động làm việc trong môi trường hầm lò. Thời gian gần đây, nhiều đơn vị sản xuất trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã nhanh chóng phục hồi sau thời gian nghỉ do dịch COVID-19, chủ động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để thu hút và giữ chân công nhân lao động trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài tăng lương, các đơn vị cũng quan tâm thực hiện những vấn đề như điều kiện làm việc, đi lại, ăn ở, đặc biệt cung cấp đầy đủ kiến thức, đáp ứng bảo hộ lao động trong khi làm việc, đồng thời chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Cán bộ nhân viên an toàn lao động đó là một cái vấn đề cương quyết. Vì vậy là công ty là nguyên tắc là cương quyết là yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên khi tham gia sản xuất thì phải tuân thủ các quy định về vận hành máy móc và cũng như khi đã vào công trường là phải yêu cầu là phải mặc đúng bảo hộ theo quy định để thực hiện là vận hành thiết bị cũng như là theo sát sản xuất một cách an toàn nhất. Để tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động nói chung với những công nhân làm việc ở môi trường hầm lò nói riêng, huyện Chợ Đồn cũng thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra chuyên đề an toàn vệ sinh lao động tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất trong khai thác mỏ.
cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp, người lao động. Những năm qua, từ các nguồn vốn hỗ trợ khác nhau, tỉnh Bắc Cạn đã quan tâm xây dựng nhiều công trình nước sạch cho vùng nông thôn, trong đó ưu tiên vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi còn khó khăn về nguồn nước. Nhờ có nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh, chất lượng cuộc sống của người dân ở những vùng này đã được cải thiện đáng kể. Công trình nước sạch được xây dựng có hệ thống lọc đạt chuẩn, giúp tạo ra nguồn nước trong lành. Đó là niềm vui của nhiều hộ đồng bào dân tộc Dao ở thôn Quỷ Đen, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới. Trước đây, người dân thôn vùng cao này gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Thế nhưng giờ đây, bà con trong thôn đã không còn phải lo thiếu nước. Gia đình chúng tôi là rất là an tâm sử dụng cái nước sạch này. Và cũng là rất là tiện lợi, đảm bảo vệ sinh. Chúng tôi là thường xuyên bảo vệ công trình là thường xuyên rửa sạch cái bể nước. Năm 2018, người dân xã vùng cao Phúc Lộc, huyện Ba Bể cũng vui mừng phấn khởi vì được nhà nước quan tâm xây dựng 4 công trình nước sạch. Để công trình phát huy hiệu quả, địa phương đã thành lập các tổ quản lý nước và vận động nhân dân cùng nhau đóng góp phí sử dụng nước phục vụ việc duy tu, bảo dưỡng. Xã Phúc Lộc thì được đầu tư là 4 công trình. Đấy, qua đó thì được đầu tư thì nhân dân đồng tình ủng hộ. Chúng tôi cũng đã thành lập tổ quản lý và vận hành mỗi một thôn là một tổ để làm sao mà có tổ viên để chúng ta vừa là sửa chữa, vừa là vận hành, vừa điều tiết nước để làm sao đảm bảo cho người dân được hưởng lợi. Nhằm đưa nguồn nước sạch đến với đồng bào vùng cao, những năm qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh đã tận dụng, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch. Từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới VKB, nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, chương trình 134-135, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm đã triển khai xây dựng trên 640 công trình, qua đó cung cấp nước sạch cho hơn 105.000 hộ dân trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, lợi ích của chương trình nước sạch, tăng cường tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân quản lý, vận hành công trình, lưu ý giữ gìn, tu sửa các hạng mục đã được đầu tư xây dựng. Đồng thời vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước an toàn, tiết kiệm. Đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đã đạt được 98.36% các hộ gia đình, tỷ lệ hộ gia đình thì sử dụng nước sạch. Đấy là một con số rất là đáng khích lệ trong cái thời gian vừa qua mà triển khai các chương trình nước sạch về nông thôn. Thì nó cũng đã góp phần vào thực hiện cái tiêu chí 17.1 của xây dựng thôn mới về chương trình nước sạch, nâng cao được cái hiệu quả sử dụng bền vững các công trình lâu dài phục vụ cho nhân dân. Từ những kết quả đạt được trong chương trình cấp nước sạch, đến nay tại các thôn bản vùng cao trong tỉnh, người dân đã không còn lo thiếu nước sinh hoạt, không còn trường hợp bị mắc bệnh ngoài da, bệnh nhiễm khuẩn, tiêu chảy liên quan đến sử dụng nước. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống vùng dân tộc thiểu số. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Ngân Sơn. Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Cạn quản lý và giải quyết đối với 148 thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực, trong đó cấp tỉnh có 107 thủ tục, cấp huyện 22 thủ tục và cấp xã có 19 thủ tục. Trong 5 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 40.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Công an huyện Ngân Sơn tiếp nhận và giải quyết hơn 2.000 thủ tục hành chính. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng thời gian quy định. Tại hội nghị, người dân cũng thẳng thắn trao đổi về một số bất cập trong lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân đối với các đối tượng già yếu, bệnh tật, không có khả năng đi lại, bất cập trong lĩnh vực quản lý cư trú, đồng thời phản ánh trực tiếp tới lực lượng công an các cấp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, vấn đề lừa đảo qua mạng xã hội. Từ năm 2021 đến nay, huyện Bắc Nạm đã vận động, phát hiện và thu hồi 192 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Công an huyện Bắc Nạm đã tăng cường triển khai phối hợp thực hiện việc kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức tuyên truyền được 85 buổi, thu hút hơn 2.400 người tham gia. Qua đó đã vận động phát hiện thu hồi được 87 khẩu súng kíp, 71 khẩu súng cồn, 8 khẩu súng hơi tự chế, nhiều linh kiện lắp ráp súng tự chế, xử phạt hành chính 4 vụ có hành vi sử dụng trái phép vũ khí. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.